tình trạng xe khách nhích từng cm trên đường, thoải mái quay đầu xe và vô tư đón trả khách không đúng nơi quy định là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được sau hơn một tuần tại hai bến xe lớn nhất Hà Nội, Giáp Bát và Mỹ Đình. Có không ít người dân đi hơn 2 giờ đồng hồ vẫn chưa ra khỏi Hà Nội. Xe chạy chậm, làm trò đứng giữa đường và giả vờ chết máy ngay tại cầu vượt là những chiêu mà nhiều tài xế ở các tuyến Hà Nội-Quảng Ninh, Hà Nội-Phú Thọ hay sử dụng khi di chuyển trên đường Phạm Hùng, khu vực trước bến xe Mỹ Đình và đường Phạm Văn Đồng. Đây là xe Đức Phúc mang biển kiểm soát 14N9056, lộ trình Mỹ Đình, cửa ông Quảng Ninh, xuất bến. Tuy nhiên sau một hồi vòng vèo, lái xe cho xe nhích từng cm và tiếp tục bắt khách, khoảng 30 phút sau mới đến khu vực trước bến xe. Tại đây, tài xế còn dừng xe ngay giữa đường bất chấp các phương tiện khác đang lưu thông. Đến 17h35 thì xe khách này mới đến ngã tư Hoàng Quốc Việt Phạm Văn Đồng, cách bến xe Mỹ Đình chỉ độ 2 km. Còn xe khách Phúc Xuyên mang biển kiểm soát 14N6691, lộ trình Mỹ Đình Bãi Cháy Quảng Ninh, không chỉ đi kiểu rụ bỏ trước bến mà khi đến cầu vượt Mai Dịch bất ngờ cho xe dừng ngay tại đầu cầu khoảng 10 phút. Đến 18 giờ thì xe đi thêm được khoảng 1 km. Vào chiều cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 19B00217, biển kiểm soát 19B00405, Mỹ Đình, thị xã Phú Thọ tiếp tục bắt khách và dừng đổ giữa đường. Lợi dụng khu vực đường tránh Kim Đồng giao cắt với Giải Phóng, nhiều nhà xe dạng 16 chỗ chạy các tuyến về Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa đã đi rất chậm để chào mời khách. Nếu không thấy sự xuất hiện của cơ quan chức năng thì tài xế lại tiếp tục quay đầu xe. Với xe khách này hoạt động rất là tinh vi, thường chúng có những xe máy mà người ta gọi là những cái lực lượng để mật báo để đối phó với cơ quan chức năng. Mỗi khi cơ quan chức năng xuất hiện là chúng tìm cách để tránh né. Ví dụ có những trường hợp xe khách chỉ chạy 3 km/h, rồi 8 km/h. Hiện nay đối với những xe khách này thì chúng tôi dùng những biện pháp như mật phục, ghi hình bí mật và dùng camera, rồi xử lý tốc độ tối thiểu để cương quyết đấu tranh xử lý với những xe mà rồ bò và vòng vèo cho khách này. Theo đội cảnh sát giao thông số 14 thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, đội cảnh sát giao thông số 14 đã xử lý 152 trường hợp vi phạm, chủ yếu các lỗi chạy chậm, chạy lòng vòng và đón trả khách không đúng nơi quy định, nộp kho bạc nhà nước 65,4 triệu đồng.